Phạm Băng Băng bị soi bằng chứng đã kết hôn tại phòng riêng. Mới đây, Phạm Băng Băng vừa tham dự sự kiện của tạp chí Wonderland đã khiến truyền thông bùng nổ với những khoảnh khắc rạng người, lộng lẫy của nàng đại hoa đán. Dù chiếc váy dạ hội của Phạm Băng Băng không được dân mạng đánh giá cao, thậm chí nhiều người còn ví von nó như rèm treo cửa, nhưng trang phục này vẫn không thể làm khó được nữ diễn viên. Chính nhan sắc và thần thái của Phạm Băng Băng đã khiến nhiều người nhận định rằng, trong trường hợp này, quả thật là lụa đẹp vì người. Sau khi kết thúc sự kiện, nữ diễn viên cập nhật trạng thái trên Weibo vào lúc khuya hơn 1 giờ sáng với 4 bức ảnh selfie của chính mình. Kết thúc công việc, về nhà, gỡ tóc, chuẩn bị tháo trang sức, bỗng dưng nhìn trong gương thấy mình như cô ngốc vậy, chúc mọi người ngủ ngon. Nhìn những hình ảnh này, nhiều người cảm thấy bất ngờ khi Phạm Băng Băng sắp sửa sang tuổi 40 bởi cô trông quá trẻ trung và tràn đầy sức sống. Bên cạnh chiếc nhan sắc gây chú ý hút hồn người nhìn của nàng đại hoa, nhiều người còn phát hiện ra chi tiết đáng ngờ trong bức ảnh của cô. Trong tấm hình thứ 4 có một tấm thảm màu đỏ và trắng trên mặt đất, phản chiếu qua chiếc gương từ tủ. Đặc biệt trên tấm thảm có ghi chữ song hỷ. Những tấm thảm như thế này không giống như đồ tự mua về, mà là quà của người thân hay bạn bè và thường được tặng cho các cặp vợ chồng mới cưới, nghĩa là trăm năm hòa hợp. Đang nói đây là nhà riêng của nữ diễn viên chứ chẳng phải khách sạn. Chính vì vậy, không ít người phỏng đoán rằng liệu Phạm Băng Băng đã kết hôn hay chăng nên trong nhà mới có đồ vật như thế. Và nếu đúng như vậy thì người bạn đời của cô là ai? Đây là điều mà dư luận vô cùng tò mò, thắc mắc. Hiện tại, Phạm Băng Băng vẫn chưa lên tiếng trước những nghi vấn này từ cộng đồng mạng. Sau scandal trốn thuế, sự nghiệp và danh tiếng của Phạm Băng Băng bị ảnh hưởng nặng nề, khiến cô rất khó trở lại hoạt động trong showbiz được nữa. Tuy nhiên, những tin tức xung quanh Phạm Băng Băng vẫn được netizen hết sức quan tâm, đặc biệt là đời tư đầy thị phi của cô. Năm 2019, Phạm Băng Băng chia tay với Lý Thần. Việc này đã khiến cô rất đau lòng và theo nguồn tin cho biết thì người đẹp Hàn Châu cách hiện tại đã không còn hy vọng gì vào tình yêu nữa. Đầu năm 2021, nguồn tin này cũng tiết lộ Phạm Băng Băng đã quyết định kết hôn với một vị đại gia 71 tuổi khiến cư dân mạng rất bất ngờ. Không chỉ vậy, trang NetEase còn chia sẻ hình ảnh Phạm Băng Băng xuất hiện ở sân bay với vòng hai lớn bất thường, đặt nghi vấn nữ diễn viên nổi tiếng này đang mang thai. Tuy nhiên, phía Phạm Băng Băng đã từng nhiều lần lên tiếng phủ nhận chuyện nữ hoàng thị phi đang mang thai, khẳng định cô chỉ tăng cân do việc ăn uống quá đà mà thôi. Đối với tin Phạm Băng Băng mang thai, công chúng cũng không cảm thấy quá lạ lẫm vì cô từng bị đồn rất nhiều lần nhưng chưa lần nào đúng sự thật. Bản thân người đẹp 40 tuổi từ trước đến nay vốn là sao nữ có cân nặng lên xuống rất thất thường, khó kiểm soát được cân nặng của mình ở mức ổn định. Mặc dù vậy, sau khi chia tay Lý Thần, Phạm Băng Băng chưa từng chia sẻ và công khai hẹn hò với người mới. Có lẽ dân tình nên chờ đợi phản hồi chính thức từ nữ diễn viên thay vì những tin đồn chưa rõ đúng sai. Phạm Băng Băng là một trong những đại hoa đán thuộc song băng ngang hàng tứ đại hoa đán Trung Quốc và thư kỳ Thang Duy. Cô được xem là một biểu tượng sắc đẹp và thời trang tại Trung Quốc và châu Á. Cô từng nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan phim quốc tế Tokyo, Liên hoan phim sinh viên Bắc Kinh, Liên hoan phim Á Âu, lễ trao giải Hoa đỉnh, Liên hoan phim quốc tế Busan và giải điện ảnh Bách Hoa Kim Kê.